Xin chào tất cả các bạn nhé. Vào trong tháng 9 mình có một cái video hướng dẫn các bạn test net của dự án Elqua. Thì bạn nào có tham gia dự án này thì cần check xem mình có nằm trong winlist để claim NFT của dự án không nha các bạn. Thì các bạn cần copy địa chỉ các bạn trước kia các bạn đã test này các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chỉ copy link phần link mô tả dưới video của mình vào cái link ghi hút là các bạn, là link winlist nè. Khoan các bạn, các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi sau đó các bạn vào nhấp ba canh cùng này, nhấp vào tiệm trung trang này. Các bạn dán địa chỉ của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn nào có nằm trong winlist thì nó sẽ hiện cái màu đỏ này các bạn, 1/1 rồi các bạn. Rồi sau đó thì các bạn copy cái link, chỉ phần link mô tả với video tiếp theo của mình nha các bạn. Đó là cái link Angora Chambalet này. Mình đăng ký một cái tài khoản trên đây đi các bạn, để mình claim mới được nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn mở địa chỉ MetaMask tất cả các bạn ra, các bạn chọn mạng là Aura Mainnet nha các bạn. Các bạn dán vào đây nè, các bạn connect vào nha các bạn. Vào đây để mình tạo tài khoản các bạn. Ở đây các bạn kết nối với tài khoản của tất cả các bạn, địa chỉ của tất cả các bạn đi các bạn. Rồi sau đó các bạn đăng ký một cái địa chỉ email của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Confirm My Account nè các bạn. Rồi các bạn mở với MetaMask các bạn xác nhận nha các bạn. Sao nó chưa gỡ nữa ta. Chờ một xíu nha các bạn. Rồi ok, nó đã gỡ vậy nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào xác nhận nha các bạn. Ok, rồi sau đó các bạn mở địa chỉ email của tất cả bạn ra nè các bạn. Rồi nó gửi về cho tất cả một cái địa chỉ email cho các bạn login vào nha các bạn. Confirm email, rồi sau đó các bạn cũng login vào nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào link login nè. Wiki browser. Rồi sau đó các bạn bấm vào ok nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn để coi nó kêu xác nhận không ta. Và các bạn chờ xíu nha các bạn. Giờ đây thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng rồi các bạn. Các bạn nhấp vào địa chỉ MetaMask của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn chuyển lại là mạng ETH chính của mình nha các bạn. Rồi bước 2, cái này là mình tạo market link nha các bạn. Rồi các bạn bấm ok cái nữa nha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Các bạn mở địa chỉ MetaMask của tất cả các bạn ra cái nữa nha các bạn. Hy vọng mạng. Rồi sau đó các bạn nhấp vào chỗ này nè các bạn. Mạng ETH của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn lướt nhẹ xuống đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục xóa nha các bạn. Để mình tích hợp mạng Aura cộng vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào ok nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Add Trung Quốc nè. Rồi các bạn mở địa chỉ MetaMask của tất cả các bạn ra nha các bạn. Này khá là đơn giản luôn. Rồi bấm vào phê duyệt nha các bạn. Bấm chuyển mạng nè. Ok. Rồi sau đó các bạn chạy vào trong web các bạn claim nha các bạn. Ok, cái địa chỉ này mình không có nằm trong wallet nè các bạn. Sau đó các bạn bấm vào Mint NFT nha các bạn. Mình đã được 155 boy nè. Rồi sau đó các bạn xác nhận ngay nha các bạn. Xin xem tài khoản này. Rồi bấm vào xác nhận nha các bạn. Tại mình chết nhiều tài khoản các bạn nên nó hơi lông cộng. Ok, mình đang min NFT nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Cái này khá là đơn giản luôn. Ok, gì đây?
Ok, nó đại hiện như vậy là mình đã đúc thành công rồi các bạn. Chanh xanh nào. Rồi sau đó thì các bạn copy cái link phan các bạn. Các bạn copy con chắc EYFT cái phần link mô tả dưới video mình nha các bạn. Rồi các bạn gì việc anh giao thôi các bạn. Nhập token. Sao bên đây nó không có trên nữa. Đây nó không có NFT ta. Để mình qua bên địa chỉ MetaMask của mình các bạn. Và có thể các bạn check trên trang scan của nó nha các bạn. Rồi các bạn nhập vào NFT nè các bạn. Các bạn nhập vào NFT nè. Dán địa chỉ vào nè. Dán con chắc vào nè. Sao nó không hiện ta. Nghe qua. Ok vậy là để mình check trên trang scan của nó các bạn. Ok mình đã về, mình đã min được một FT nè các bạn. FT nè các bạn. Năm ngàn mấy holder người ta. Balenci. Rồi sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bán NFT này và tích hợp nó vào địa chỉ MetaMask sau nha các bạn. Hiện tại dự án này đang phát triển và tiềm năng, rất là tiềm năng nha các bạn. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn claim NFT đến từ dự án EWA đến đây mới thúc nha các bạn. Vậy mình chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.